các bạn ghé qua du lịch và trải nghiệm. Hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá đến thành phố Columbus thuộc tiểu bang Ohio. Thì thành phố Columbus nó cũng là thủ phủ của tiểu bang Ohio, cho nên là trong thành phố Columbus rất là lớn và có rất là nhiều những công viên xanh mát như thế này. Thì cái địa điểm mà hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái công viên The Rose Park, công viên hoa hồng ở thành phố Columbus. Thì chúng ta hãy cùng khám phá với công viên này nha. Chào mừng các bạn ghé qua du lịch và trải nghiệm cùng với gia đình của Lực và Jenny. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái khu vườn hoa hồng, nó gọi là Rose Park in Columbus ở tiểu bang Ohio. Thì các bạn nhìn thấy đây, phía sau mình là một cái bụi hoa hồng quá trời hoa luôn nè. Đó, rất là đẹp. Đây là chỉ một cây trong một cái khu vườn lớn của cái vườn hoa hồng này đó thôi các bạn. Thì xin mời các bạn hãy theo dõi gia đình mình hôm nay để ngắm một cái vườn hoa hồng đẹp tuyệt vời như thế này nha. Rồi. The Rose Park hay còn gọi là công viên hoa hồng, đó là một cái công viên công cộng và có một cái vườn hoa hồng rất lớn, lớn nhất trong tiểu bang Ohio luôn. Thì cái công viên rộng 5.3 hecta, tương đương với 13 mẫu Anh, nằm trong công viên đá lớn hơn của thành phố, trong cái khu phố Clinton View. Công viên công cộng này miễn phí, được điều hành bởi Cục Công viên và Giải trí Columbus. Cái công viên này địa điểm mình đi vào đầu tiên đó là cái khu vườn thảo dược. Thì trong cái khu vườn này thì mình thấy rất là nhiều những cái cây mà nó rất là gần gũi với người châu Á của chúng ta. Nó có những cái cây mà gọi là rau á, mang trong người rất là nhiều những cái giống thuốc nam, và nó cũng có hoa rất là đẹp nữa. Cho nên là có một khu vực riêng để trồng những cái cây thảo dược, nó thuộc vùng nhiệt đới. Cho nên là những cái cây này thì nó chỉ nở rộ và người ta sẽ trồng lại vào mỗi năm, chứ nó không có chịu được vào mùa lạnh. Cái công viên hoa hồng này được thành lập vào năm 1952 theo cái ý tưởng của một khu vườn hoa hồng của tòa thị chính vào năm 1946. Công viên được tạo cảnh quan và trồng vào năm 1952 và cho đến 1953 và khai mạc vào tháng 6 năm 1953. Hiệp hội Hoa hồng của Mỹ giữ trụ sở tại công viên bắt đầu vào năm 1952. Công viên hoa hồng này dần dần được mở rộng trong những thập kỷ tiếp theo, bao gồm cả việc mở rộng cái khu vườn di sản này vào năm 1985.
Và giờ đây cái vườn công viên hoa hồng này được xem như là cái khu vực vườn hoa hồng lớn nhất của tiểu bang Ohio. Công viên này mệnh danh là khu vườn hoa hồng. Tuy nhiên thì bên trong công viên thì cũng có rất nhiều những loại hoa khác, không chỉ riêng là hoa hồng, và nó sẽ nở luân phiên nhau. Cho nên là các bạn đến với công viên thì mùa nào cũng có hoa nở để mình xem. Và cái điểm tiếp theo đó là mình đi vào cái khu vườn Backyard Garden. Thì mỗi một vị trí người ta sẽ đặt cho nó một cái tên riêng để cho dễ phân biệt, và khi mà các bạn đi vào để theo dõi bản đồ thì mình cũng dễ đi với những hướng dẫn theo cái bản đồ mà có mỗi cái tên khác nhau để mình dễ tìm hiểu. Và trong khu vườn hoa hồng này là có hơn 12.000 gốc hoa và có nhiều cái giống hoa khác nhau. Mỗi giống hoa là một cái tên gọi, và cái màu sắc cũng như là cái cấu trúc, cũng như là mình cảm thấy là cái vườn, bước vào cái vườn hoa hồng này rất là thơm. Mỗi loại hoa là nó có một cái hương thơm thoang thoảng rất là đặc trưng riêng. Thì trong khu vườn này nó rộng là 13 mẫu anh, tương đương với 5.2 hecta đó. Thì mỗi thường nở rộ vào giữa tháng 5, kéo dài cho đến tháng 9. Thì những loại hoa khác nhau sẽ luân phiên nở trong suốt mùa hè để cho khách tham quan có thể vào đây chiêm ngưỡng bất cứ lúc nào. Thank you.
Trong khu vườn có một cái đài phun nước rất là lớn, nó nằm ngay giữa trung tâm của khu vườn hoa hồng luôn, nên là nó là điểm nhấn tạo cho cái khu vườn một nét đẹp riêng và sự mát dịu cho người thưởng ngoạn đi vòng vòng để ngắm hoa hồng, và có sự những cái tia nước bắn ra làm cho con người mình cũng mát mẻ hơn. Và mình đi đến đây vào cuối tháng 5, đó là mùa của những bông hoa hồng nở rộ luôn, cho nên là mình có thể ngắm được rất là nhiều những cái mẫu hoa hồng đang khoe sắc. Nếu mà các bạn là fan yêu thích cái loại hoa hồng thì cũng nên tìm hiểu là cái mùa của nó nở rộ là bắt đầu từ tháng 5 cho đến tháng 6 là nở rộ, mình tha hồ mình ngắm ha. Bạn đã tìm thấy một cái bụi hoa hồng màu tím đây, có cái màu rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào. Thì mình phát hiện ra là cái bụi hoa hồng này có cái mùi thơm rất là thơm, thơm dịu. Khi mà mình đi vòng quanh cái cụm hoa hồng này để mình ngắm thì nó có cái mùi rất là thơm, thoang thoảng. Cho nên là mình rất là, cái điểm này là mình rất là thích luôn, cái khu vực này nè. Và chung quanh này mình cũng phát hiện được những cái giống hoa rất là đẹp nữa. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục chiêm ngưỡng những bụi hoa hồng đang nở rộ và đầy mùi thơm ở đây nha. Mình phát hiện có một cặp đôi đang
tạo ra một cái khung cảnh thật là lãng mạn để chụp hình cưới hoặc là hẹn hò trong một cái không gian vô cùng lãng mạn ở nơi này. Thì trong cái công viên này các bạn có nơi để tổ chức tiệc cưới, sinh nhật và hay là những buổi tiệc liên hoan gia đình, mình có thể mang vào đây để tổ chức. Họ có không gian riêng để cho mọi người tổ chức những bữa tiệc của gia đình, và rất là thích hợp cho những người mà mê đi bộ, tập thể dục thì cũng có thể đi vào trong cái công viên này rất là rộng lớn, có những cái con đường đi bộ cho mọi người vào đây để đi bộ thoải mái. Cũng có những một cái hội trường để mà cho những buổi văn nghệ của địa phương, thì mọi người có thể vào đây cho những cái sinh hoạt cộng đồng. Một cái công viên xanh mát rợp bóng cây xanh như thế này thì mình đi vào đây thưởng ngoạn và đi dạo thì còn gì bằng nữa ha các bạn. Trong những ngày hè nóng bức thì cái điểm mà mọi người muốn đến đó là một cái nơi mà có nhiều cây xanh bóng mát và cái gió thổi hiu hiu, thì mình đi vào đây đi dạo cả ngày, vừa có cảnh đẹp, vừa có hoa đẹp để ngắm và cái khung cảnh thật là thoáng mát thì thật là tuyệt vời cho một cái ngày cuối tuần dạo phố cùng với gia đình. Vậy là gia đình mình vừa đi hết một vòng của công viên The Rose Garden này rồi đó các bạn. Thì các bạn thấy công viên này hôm nay có đẹp không? Thì bây giờ mình đi vào tháng 5 thì là đúng vào mùa của những cái bông hoa hồng nở rộ đó. Thì mình thấy công viên này cũng rất là đẹp nè, rộng lớn nè. Và hôm nay cũng có rất là nhiều người tới đây để tham quan nữa. Thì bây giờ đã chiều rồi, mình sẽ đi về thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình và đồng hành cùng du lịch và trải nghiệm. Thì mình xin cảm ơn và xin chào các bạn, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bye bye.